Đàn ông tuổi 30 và 7 câu hỏi lớn cần trả lời. Với đàn ông, tuổi 30 là độ tuổi đẹp nhất, đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng, bước ngoặt trong cuộc đời. Họ trưởng thành vừa đủ nhưng vẫn còn khá trẻ trung, trước mắt vẫn còn nhiều cơ hội trải nghiệm, rong chơi. Đây cũng là thời điểm họ có nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. 7 câu hỏi dưới đây là điều các quý ông sắp hoặc vừa bước qua tuổi 30 nên suy ngẫm. Điều gì đáng để bạn bận tâm? Khi còn mới ngoài 20 tuổi, các chàng trai thường sống rất sôi nổi, đôi khi có phần bồng bột và hời hợt. Nhưng khi đến tuổi 30, tôi nghĩ tất cả đàn ông đều nên một lần nữa dừng lại và tự hỏi bản thân đâu là những người, những việc đáng để mình dành thời gian và tâm trí. Bạn cần biết quý trọng thời gian hơn, biết dành chúng cho những việc. Những người mà mình thực sự quan tâm và cần thiết, điều gì đang cản trở bạn, không có ai là hoàn hảo, ai cũng có điểm yếu của mình, điều quan trọng là bạn cần đối diện với điểm yếu đấy và nỗ lực cải thiện chúng. Khi đến tuổi 30, bạn cần nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, nhận ra các khuyết điểm của mình, những thứ giữ chân bạn phát triển ngần ấy năm qua. Đã đến lúc trước khi quá muộn để bạn loại bỏ rào cản ấy. Bạn có thoải mái với cuộc sống của mình? Sự thoải mái mà tôi muốn nói đến ở đây được đánh giá qua 8 yếu tố cơ bản: sức khỏe, vấn đề ăn uống, chỗ ở, giải trí. Bỏ qua như bạn ở tuổi 20 mà hãy thật sự thay đổi, tham vọng của bạn là gì? Có lẽ ở tuổi 30 nhiều quý ông đã gặt hái được một số thành tựu nhất định, nhưng có khi nào bạn tự hỏi mình đó có phải là tất cả những gì bạn muốn? Đã bao giờ bạn tự hỏi tham vọng lớn nhất của bạn là gì? Bạn hãy viết nó ra và lập hẳn một kế hoạch để thực hiện tham vọng ấy. Hãy nghiêm túc và nỗ lực hết mình thực hiện và đừng để ước mơ ngủ quên mãi mãi. Bạn đã thật sự là một người trưởng thành, tuổi tác không đánh giá được hết độ trưởng thành của con người và đặc biệt là ở đàn ông, dường như họ trưởng thành chậm hơn so với phụ nữ. Có nhiều đàn ông tuổi 30 nhưng vẫn chưa trưởng thành về tính cách và nhận thức. Điều này đôi lúc chính bạn không thể tự nhận ra, hãy trò chuyện thêm với gia đình và bạn bè và nhờ họ chỉ ra những điểm chưa được ở bạn cần phải sửa chữa. Hãy đọc thêm sách, đối thoại với bản thân, suy ngẫm lại những gì đã trải qua và rút ra bài học cho mình. Đừng quên rèn giũa lại bản thân sau đó để bạn thực sự trưởng thành hơn trong tương lai. Hôn nhân có ý nghĩa như thế nào với bạn? Nếu bạn đã kết hôn hoặc chưa kết hôn thì vẫn nên tự trả lời câu hỏi này cho mình. Cuộc sống hiện đại khiến hôn nhân cũng trở nên phức tạp hơn xưa. Nó không chỉ đơn giản là sự ràng buộc giữa hai người. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp trao đổi thẳng thắn với người bạn đời tương lai của mình, hiểu được mong muốn của họ, suy nghĩ của họ để từ đó, bạn biết phải làm gì để gìn giữ mối quan hệ và tổ ấm tương lai, bạn đã sẵn sàng làm cha. Làm cha không có nghĩa chỉ là sinh con ra mà còn là việc nuôi dưỡng đứa trẻ sau này. Đó là một quá trình không đơn giản chút nào. Hãy trau dồi để trở thành một người cha tốt, chăm sóc đứa trẻ phát triển toàn diện. Khi ấy bạn thực sự đã sẵn sàng làm cha rồi đó. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.